Mai Phương đấu giá Vương Miện bị netizen quốc tế chỉ trích dàn dựng, lấy lòng Miss World. Vừa qua, màn đấu giá Vương Miện Ocean Lotus của tân hoa hậu thế giới Việt Nam Mai Phương đã gây xôn xao khắp nơi trên mạng xã hội. Thậm chí, vụ việc Vương Miện trở về của nàng hậu sinh năm 1999 cũng khiến các page hâm mộ của cuộc thi sắc đẹp quốc tế phải đặc biệt quan tâm, nhưng với một thái độ lắc đầu. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, tức là Mai Phương đã quyết định đấu giá chiếc vương miện đăng quang của mình với giá 3 tỷ đồng. Nhưng ngày hôm sau, Mai Phương và đương kim Hoa hậu Thế giới Carolina Beslarka đến thăm trung tâm xã hội, nhưng Mai Phương vẫn đội một chiếc vương miện mới y chang. Cảm thấy đây chỉ là một kịch bản để nhận được sự đồng cảm của tổ chức Miss World. Một số bình từ fan quốc tế bên dưới bài viết của Sopas Pexen cũng chỉ vì muốn lấy lòng Miss World thôi, chuyện này thật là hài hước. Nguồn cơn của sự việc, Hoa hậu Mai Phương muốn đem chiếc vương miện vừa giành được trong cuộc thi Miss World Việt Nam 2022 để bán đấu giá và quyên góp số tiền vào quỹ thiện nguyện. Đây là một trong những dự án nhân ái nổi bật của cô trước thềm dự thi quốc tế. Trong buổi đấu giá, nhiều tình tiết không hợp lý đã xảy ra trong sự kiện khiến nhiều người tranh cãi. Con số được chốt đơn cho chiếc vương miện là 3 tỷ đồng bởi một nhà doanh nghiệp giấu tên với danh nghĩa là bạn của bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss World. Sau đó, khi đang chuẩn bị bước vào những phần đấu giá khác, bà Phạm Kim Dung bất ngờ phát biểu công bố người giấu mặt đã chuyển tiền và tặng lại vương miện cho Mai Phương. Chúc mừng Mai Phương, như vậy chiếc vương miện bản chính vẫn ở bên cạnh em, bà Dung nói. Vì vậy, người đẹp đã được tiếp tục đồng hành cùng chiếc vương miện thay vì phải đóng gói trao cho người khác. Tuy nhiên, dân mạng lại tỏ thái độ với màn đấu giá này. Họ cho rằng đây là một chiêu trò để đánh bóng tên tuổi cho nàng hậu và làm mất đi giá trị thiêng liêng của buổi đấu giá từ thiện. Bên cạnh đó, netizen nghi ngờ người ẩn danh mua vương miện rồi hoàn trả cho Mai Phương cũng là một nhân vật hư cấu. Đồng thời, một số người cho rằng ban tổ chức thiếu sự tôn trọng đối với những quan khách có mặt tại chương trình. Bởi theo quy định, ở một cuộc đấu giá công khai, các cá nhân tổ chức sẽ thay nhau đưa ra giá cho vật phẩm đến mức cao nhất. Việc trao lại vương miện đã khiến cho Mai Phương và tổ chức Miqua nhận hàng loạt gạch đá. Trả lời dinh sau những tranh cãi từ dư luận, bà Phạm Kinh Dung cho biết buổi đấu giá được tiến hành minh bạch với mong muốn có đủ số tiền một cách nhanh nhất để Mai Phương tiến hành các hoạt động thiện nguyện của cô sau đăng quang. Thời gian từ lúc quyết định đưa vương miện đấu giá đến khi tổ chức sự kiện, mời đương kim Miss World Carolina Beslarska sang Việt Nam dự, chỉ diễn ra trong vòng một tuần. Chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Khi người bạn thân của tôi đưa ra ý muốn mua lại vương miện rồi chuyển đủ tiền vào tối diễn ra buổi đấu giá và quyết định tặng lại vương miện thật cho Mai Phương, tôi thấy đó là phương án an toàn và hợp tình, hợp lý, bà Dung chia sẻ. Bà Dung cho biết quyết định được đưa ra chóng vánh. Trong khoảng vài phút, trưởng ban tổ chức Miss World Việt Nam 2022 thừa nhận hành động kể trên của bà có thể gây phiền lòng một số người. Tuy nhiên, xét về nhiều yếu tố, bà Dung thấy đây là phương án an toàn nhất. Lý giải về việc người bạn xin giấu danh tính khi đấu giá vương miện 3 tỷ đồng, bà Dung cho biết đây là người bạn học rất thân thiết của tôi, người ấy thành công trên lĩnh vực kinh doanh, xuất khẩu và không có nhu cầu làm truyền thông. Tuy nhiên, người này không muốn công bố tên tuổi vì áp lực từ gia đình họ hàng ở quê. Bình thường, bạn cũng dành số tiền vài tỷ đồng để làm từ thiện hàng năm. Vì thế, thông qua Mai Phương, bạn của tôi muốn giúp đỡ những người khó khăn trong xã hội. Bà Dung trao đổi thêm trong một buổi đấu giá, người cầm trịch phải luôn tỉnh táo. Trước khi sự kiện diễn ra, ban tổ chức chương trình đã yêu cầu một số đơn vị, cá nhân đặt cọc trước để đảm bảo sự tin cậy và chắc chắn rằng họ sẽ tham gia đúng kế hoạch. Song sau đó, nhiều người đã không chuyển tiền khoản đặt cọc trước theo yêu cầu. Chúng tôi đã lường trước mọi chuyện, vì thế khi thấy tâm ý và sự chân thành của bạn mình, tôi đã quyết định kết thúc buổi đấu giá vương miện với giá 3 tỷ đồng. Về mặt tâm linh, chúng tôi chưa bao giờ đưa ra vương miện để đùa giỡn, bà chia sẻ.